mày ơi, nó đỡ hộ anh em ạ, cay thật. Ui cay thế, không kịp bấm bổ cầu anh em ạ, tính lướt lại lấy cái nội tại chí chết thằng gian nam mà không kịp bấm cầu. Cay thế. Game dạo này lỗi quá, em cảm ơn chị Linh nha, em cảm ơn chị Linh. Tặng em 200 sao cho chị Linh ơi, cật từ chiều đến giờ em với anh Thi thua 2 trận rồi, cay lắm rồi. Em anh Thi khóc với nhau rồi. Toàn 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 Úi giời ơi, toàn toàn đâu rồi, nghe vào cũng bẩn không. Ui kìa thằng này ngon thế, ui là trời, ui rồi là trời, thằng này nó ngon thế nhở mà nó về mất rồi. Cái gì cười, ui giời, cứ ở đây mà cười tí là tao dí chết, chỉ sống được một lần thôi. Đợi anh chú anh tích cái nội tại đã. Tùng ơi, tàng hình đi, tàng hình. Đòi chạy một thằng. Rồi, cười. Ở đây mà cười. Con quái này hư thế nhỉ. Kìa kìa. Ui giời, đứng đây biết về. Đòi chạy. Chị Linh chơi không, chị Linh? Chị Linh đâu, vào đây cứu giúp thằng em đi. Đam to vậy, chẳng to. Thành lên full nam cho anh. Lên thanh kiếm luôn đi. Lại ông thần nào gờ gờ đấy. Chân na đi rừng xanh đấy. Xanh đấy. Cũng xanh đấy. Cũng xanh đấy. Cũng là gì đấy. Cũng là gì đấy. Nhưng mà thôi chết đi nhá. Cũng là gì đấy. Game dễ quá. Thôi. Ở đây mà dễ tí là nó to vêu mồm hết đấy. Mạng như CC. Úi giời ơi. Bất lực của anh em ơi. Game này phải win được anh em, cầm cầm tướng tủ đi rừng không không win nữa thì thôi. Là biết là chiều nay là tăm tối như nào đấy anh em ạ. Kể ra một con Tulen này có 6 cái chiêu hài nhỉ anh em nhỉ. Bá đạo luôn. Ơi. Lên đam full nam không phải tanh tèo gì hết. Cứ lên full nam cho anh vào đá một phát một thằng một. Cho nó hết cười luôn. Tầm này là phải chơi. Ơi từ từ. Chơi này. Một thằng, hai ba thằng, bốn bốn năm thằng. Ui thằng Zuka đầu đốt đất ở đâu đây đây. Ui giời. Suzuka kìa, thanh. Nó yếu rồi, chơi đi. Đá nó, đá. Ui mất ulti mẹ được đâu. Đá chết thằng Mina được đấy. Ui đá trượt, tôi bỏ đi. Gấu nó quay lại nó vã chết giờ. Lại tủ. Trận sau em chơi với nhau ok Thiện ơi. Ok nha, ok chị Linh ơi chuẩn bị vào đi chị Linh. Phải đánh với bà chị Linh mới được, phải gỡ lại sao mới được anh em. Để mấy thằng này bắt nạt hoài. Lên thanh kiếm đi Thành. Ủa sổ, lên thanh kiếm đá một phát chết mẹ đi. Không lên thanh kiếm thì lên trước cái một cái mảnh chí mạng đi Thành. Lên một cái mảnh chí mạng đi. Tôi thề với anh em tôi ngại đánh mấy con tù tù như con Amelie. Chứ con Amelie khỏe vãi nhái luôn đi. Thôi đi tức rồi. Anh lại mày đi Đức ạ. Mày tha cho anh. Trời. Mày chết đi. Anh sợ 1%, 100% của các pro lắm Đức ạ. Sợ 100% của chúng mày lắm, anh nẻ chúng mày luôn. Nó ra mít kìa anh ơi.
Ui cày thế, nó chưa ulti á, thằng Zuka này đéo ulti anh em ơi. Anh Ti đứng ngoài và bắn. Bắn đi, bắn thượng được, bắn thượng được, không có bắn tay đâu. Rồi, Amelie đâu, ulti lên em. Con ulti à? Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, anh lính mít kìa. Anh toàn được gái tặng sao nhỉ, chị anh đó. Chị anh đó bảo bắp. Xe gái tặng sao, có cả trai mà. Mấy anh em hay tặng anh nữa mà. Chờ chút em bật cái gì? Bờ chờ chút em bật hack map á. Đứa cười mẹ làm người đi, thằng nào cứ gờ gờ thế nhỉ? Thằng đầu đất nào cứ gờ gờ đây? Chơi game mà cứ bấm gờ gờ hoài. Chơi đi. Xcaribe đến đây rồi, chơi đi. Ui giải trí cho hai trí ngất xỉu ngay cái bọn này. Tiếp tục này, tiếp tục này. Đòi chạy, đòi chạy. MVP thua là MVP làm đéo gì. Anh em xem thằng mít nó chết này. Anh em xem thằng mít nó chết này. Ui không chết kìa. Ui giời ơi vậy mà nó không chết nhở. Thế với anh em đánh con tu lanh này. Vác tướng tủ tu lanh ra đến cái mức đường cùng là phải vác tướng tủ ra chơi. Ui là anh em phải hiểu rồi đấy. Là cạn lời như thế nào đấy anh em. Rồi bút bản nữa rồi. Anh Phụng là thánh mũ liếm lại không xanh. Chuẩn bị chí chết thằng AD này anh em ơi. Một thằng. Chạy đi nó ulti đây. Yeah, nó đang bụi anh, nó đang rình anh như này. Ờ, không có, từ từ thôi anh Thi ơi, từ từ, không có chừng trị đâu. Là nó cướp mất đấy. Chơi đi. Thôi ăn con tà thần đi, ăn con tà thần đi anh em. Lụng con tà thần này trước đi anh em. Con đầu đất này đang trốn trong bụi sao? Nó đang đầu đấy đấy Tùng ơi, tí nó. Thôi tha cho nó đi em. Nó chạy mẹ. Chơi vậy không được rồi. Ui cày thế. Đánh đi anh Thi ơi, nó hết ulti rồi, anh Thi ơi dí đi, ulti đi. Ulti. Ui không có giải à. Xong bấm giải. Ui trời ơi. Anh Thi tiếc giải à. Chạy đi Tùng. Tùng đâu, ui Tùng. Ui chơi game mà quên ạ. Đánh chết mẹ đi Tùng ạ, quay lại đánh chết mẹ đi. À, thằng Zuka đuổi kìa, đéo làm gì được kìa. Ui thằng Zuka kìa. Ui giời Zuka.
Ui Zuka nhỉ, ui Zuka. Mẹ Zuka đuổi support đi. Cay. Thành chết giờ. Chẳng ăn này sao nói chuyện đi. Thằng Thành nói chuyện như cái đầu, như cái đầu ấy. Chuẩn bị ăn kinh công này anh em, kinh công phút thứ 15 này Thành. Ui trời, ông kêu ông đào này nữa. Anh kia đẩy đường đấy đi, không có chân ở đâu, chân ở đâu, chưa có sai không này đâu. Này bụi này cẩn thận anh em. Đánh chết đi. Ngán gì nữa. Đường đường kia, đường kia, đường kia, đường kia, đánh đường dưới, đánh đường dưới. Ok, chuẩn bị vào luôn đi chị Linh ơi. Vào đi, xong rồi, em xong game này rồi. Vào luôn đi này. Chờ đợi gì nữa. Tụi nó làm gì còn cơ hội gì nữa đâu. Hello Giang nghe, hello em. Ui chết rồi. Ai, quả đấy cay thế. Hello Giang nhá, Giang chơi không? Giang có chơi game không Giang? Lụm qua ra kêu. Có mà lụm. Nghe thằng Liliana này phế. Liliana này ăn được quả triple kill hay quadra kill nó mới được lên 6 mạng. Qua dí tụt quần giờ mới lên á. Lại vào đánh Vera tiếp. Giang, 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 Giang. À, lại nhớ Vera của Giang. Vào đánh Vera đi Giang ơi. Ra đây, ra đây, ra, ra kinh công đi. Bỏ lính ấy đi, bỏ lính ấy ra, ra kinh công đi. Ring mo đi. Đá bụi check nhá, đá bụi check ra nhá. Đá đi. Thôi bỏ đi. Thua ngược nên anh em. Ui giời, con Vera của Giang cứ phải gọi là bá đạo. Thôi về về mid nha, về mid nha, về mid nha, về mid nha, về mid đép con tà thần nha anh em. Thằng Zena đâu rồi? Chơi được này, chơi được không anh em, chơi được này, bọc đầu được này. Chơi đi. Rồi, bọn nó mất cái kinh công mày rồi đấy. Bọn nó đã mất cái kinh công này, bọn nó đã mất cái kinh công mày rồi đấy. Chơi đi. Tàng hình, đúng rồi, tàng hình đi. Ê, thằng Zena này anh em. Năm anh em trên một chiếc xe tăng. Đánh nhà, đánh nhà, đánh nhà, đánh nhà. Ui chết hết rồi, thua rồi. Ui sao lại để nó kéo quả. Ui rồi lại thua rồi. Ui để nó kéo quả nó ulti kìa. Ôi trời ơi, ngu ơi là ngu. Thằng Thành lại còn băng trụ nữa chứ. Thành lại còn đòi băng trụ chứ Zuka. Thôi 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 Thành ơi, Thành ơi, nhìn cái quả vào băng trụ giết thằng Zuka, thằng Văn Heo là biết thua rồi. Vãi cả, anh đánh nó, mẹ anh đứng nó cách nó 1 mét rồi anh đánh nó, anh vào trụ nữa thì có mà gì. Mẹ ông lên full đam ông băng trụ đầu tiên để support vào thì có phải ngon không. Mẹ đéo có giải của đấy, thua cay mấy lồn anh. Băng trụ cho chết. Thằng Thành húng quá, thằng Thành sai của đấy chắc chắn luôn. Anh em xem lại cái video cái quả cuối đi, thằng Thành xem có đúng thằng Thành băng trụ, băng trụ đòi giết thằng Zuka, thằng Van Heo xong bị chết không. Sẽ bọc vô trước mà làm gì, anh coi lại đây, mở ra nó coi lại đây.
Mẹ đéo có giải, mẹ cay thật. Thôi, rồi. Thua rồi anh em, thua rồi. Thua rồi. 8-4-1. Anh Thi ơi, mời chị Linh đi anh Thi. Thái đi học rồi chán quá. Ôi thì tối về nói chuyện với nhau gớm nữa khiếp. Đi học thôi mà cứ phải đi nước ngoài. Đi nước ngoài vì sợ chứ. Rồi chị Linh đâu, chị Linh đâu, chị Linh có chơi không ta? Chị Linh đâu rồi, chị Linh ơi. Chị Linh có chơi không, chị Linh ơi? Chị đang làm mà. Ok chị ơi. Anh Thi ơi chơi đi anh Thi ơi, chị chưa chơi game này đâu. Thôi mày im mẹ mồm đi Thành ạ, à, đánh địch mẹ. Ảo với cái lìn. Im mẹ mồm đi. Địch mẹ thằng Thành này đánh rất là ngu luôn anh em ạ, địch mẹ nó xanh là nó ảo tưởng kinh khủng luôn. Mà nó phế thì thôi rồi, nó phế kinh khủng luôn. Tôi thề với anh em luôn. Nó phế là nó phải 08, còn nó mà nó xanh là nó ảo kinh khủng luôn. Quả đấy đéo có lính băng trụ là chết rồi anh em ạ. Quả đấy đéo có lính băng trụ là chết rồi. Mai để quả đấy đéo có giải nữa chứ. Đợi từ đầu đến giờ không được chơi trận nào á. Thiện ơi gửi cho anh cái, gửi cho anh cái in game đi Thiện ơi, để game sau anh biết anh khỏi kích. Thiện với Uy Lê gửi cho anh cái in game ấy, in game của bọn em ấy, tên bọn em ấy. Ơ kìa Thái kìa, Thái Giang vừa tìm em đấy. Trời tối nào chẳng côn thì thế. Người ta ban ngày người ta phải để cho người ta đi học chứ. Bây giờ em phải để cho thằng Thái đi học. Nó học giỏi, nó kiếm nhiều tiền sau nó nuôi em đây. Bây giờ em không cho đi học ở nhà nói chuyện với em là sau hai đứa là chỉ có đi cấy ruộng. Ngộ khung à? Rồi, đúng ngộ không. Yêu Giang sát cơ đúng. Hai cái thằng này, hai cái đứa này vào đây yêu đương. Hai đứa này vào đây yêu vương. Chán thế nhỉ. Hưng đây, Hưng đây. Úi giời ơi, Hưng à. Thì ra là Johnny Hưng. Hưng chiêu. Nuôi nổi không? Thì em không biết. Thì thế em phải tin vào thằng Thái. Anh là anh tin thằng Thái. Riêng với cái tài nói phép của thằng Thái nó là bậc nhất rồi. Là anh nghĩ những cái khác nó cũng sẽ giỏi. Đấy. Thôi, thôi đi support đi, support đi, support đi, đi support đi, Đức ơi. Đúng rồi, đánh Toro cho anh, đánh con Toro cho anh. Lao vào húc chết chúng nó cho anh. Shaq á, ok, Thiện ơi để ván sau nhá, ván sau anh nhường slot cho mà vô nhá. Ok, Thiện ơi. Để ván sau nhá, ván sau anh nhường, anh thấy xác anh vào anh cho vô. Quanh kích mất. Anh đút cho bé ăn nhá, thôi, Thái ơi, anh lại em với Thái ơi. Mẹ đi vào chơi game. Đánh non như phụng mà đổi thừa. Vâng, anh thì kinh rồi. Anh là nhất. Ok, chị Linh ơi. Nếu đánh con gì anh em ạ? Đánh con gì cho nó mới mẻ một chút đi. Ai làm game Quillian đi anh em nhỉ? Thôi đánh con gì? Tính đánh con bên anh em, tính đánh con bên và bắt thằng AD nó mà thôi đánh con này được. 40 trận thì lại thắng 18% là hiểu vấn đề rồi đấy. Ok chị Linh ơi, em thua nhiều quá rồi. Em thua nhiều mà em muốn cúp lại. Quy mu vãi ở được. Được, thầy đặt cái tên được đấy. Thằng Huy này đẩy cái tên được đấy. Thế là biết Huy này đánh như thế nào đấy anh em. Huy này. Giám sát lên, biết nhỏ anh. Vì chẳng thể nào biết trước. Ở phía sau lại có anh. Thì gặp lại nhau. Nguyễn Thái, vai anh nha. Chị
Chào mừng đến bình nguyên vô tận. Đồ má, nó vào. Nó vào, nó bye bye. Bye bye anh yêu, với lại bye bye em yêu. Mẹ, cái thằng Giang này cay thế nhỉ. À quên, cái thằng Thái thế nhỉ, cay thế nhỉ. Anh Thi ơi, anh Thi, mẹ cái thằng Thái nó vào đây nó bảo yêu yêu đương đương kìa, cay không nhỉ. Bọn bọn này, mấy cái bọn này. Nè, thằng Thái này quê đâu đấy? Anh ơi, anh biết thằng Thái này quê đâu không anh? Đúng là tuổi trẻ biết yêu sớm thế. Đã hôn nhau chưa? Chúng mày đã hôn nhau chưa? Yêu là phải hôn nhá. Yêu nhau là phải hôn nhau, đúng không? Cơm chó phải cứt. Chuẩn luôn Thiện ơi, chuẩn chuẩn chuẩn. Cay nhà Thiện nhà, cay không? À, chẳng nhẽ lôi hai đứa này vào tống cho trận, chẳng nhẽ đưa hai đứa này vào nguyên một, đưa nguyên bọn này vào một nguyên một cái xã đàn anh em. Nãy như Ngân kia Nhân này lấy chồng nơi còn chưa nói năng gì, mấy cái tụi này yêu ơi kinh nhỏ, yêu ơi ghê thế, combo ghê thế, sợ quá kinh. Anh Diêu anh lao vào chiu phát, lại lao phát chiu ra ngoài, cay chứ cay, cả anh cũng cay. Anh cũng cày Thiện ạ. Khoe đấy, thằng Thái nó khoe đấy. Thái nó khoe nó có người yêu đấy. Anh em nhục chưa? Mấy anh em nào chưa có người yêu kiếm người yêu đây. Xong mấy nữa lên đây khoe. Cũng phải có người yêu như ai chứ. Ủa cái gì đấy? Ok, kêu vào đi, cứu anh đi. Đánh nó khỉ ơi. Ơ khỉ đâu rồi? Sao em nỡ đánh quên? Nó ulti trên ngực này. Johnny khỉ đâu? Johnny khỉ đâu? Xuống đây ăn kinh công em ơi. À, mày kịp liếm anh em ạ, may mà kịp liếm đấy. Không tí thì nữa để chết cả người lẫn vật. Hello anh Bắc nha, hello em. Chúc anh em buổi chiều vui vẻ nha anh em ơi. Anh em nào mà rảnh thì anh em vô chơi game cùng mình anh em. Mình đánh thấp thấp thôi anh em ơi, đánh đánh tinh anh cao thủ thôi nha anh em. Anh em nào vào cứu mình cái anh em, thì mẹ livestream cả buổi chiều nay chưa win được game nào anh em ạ. Chưa biết cái mùi win là cái gì anh em, khay lắm nhỉ. Hello Bách nha. Bách có chơi không Bách ơi? Vào giải cứu đi, vào giải cứu đi Bách ơi. Vào giải cứu đi anh em ơi. Cần lắm những cánh tay của anh em vào giải cứu mình anh em ạ. Liếm đi, liếm 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 liếm. Úi giời. Bỏ nha anh em ơi, bỏ đi mà nó lên bú liếm đông lắm ấy. Ôi tôi chết rồi. Hay lắm anh Thi, cố lên anh Thi. Quillian đi chọc lưng sau á, ôi giời, anh biết rồi. Ok Ngân ơi. Ngân ơi, Ngân ơi, nhắn tin cho anh đi, Ngân nhắn tin cho anh cái nhá. Cay nhai. Em ơi sang bùa xanh nó, anh Thi. Anh nhô nhô. Nó bùa xanh này, nó bùa xanh này. Núp 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 nha, chuẩn bị nha. Đó đó, thấy nó chưa? Từ. Lên. Úp mắt nó. Ui giời ui. Ulti đâu anh, ulti tốc biến đâu anh? Ui giời ui. Em chơi nữ anh, ok Nguyễn Toàn ơi. Ok anh em nhé, ván sau mình tạo theo năm cho anh em vào tiếp nha anh em ơi. Anh Thi ấy. Anh Thi chết này.
đại ca, cứu em đại ca ơi. Úi giời, đại ca còn mải phăm lính mít nữa. Đại ca bú liếm đồ được 3 mạng đấy không biết nữa. Nẻ luôn. Ê em bảo anh Thi của đấy, bảo chơi nó đi, anh Thi tốc biến ulti hay là ulti nó là nó chết rồi. Nghe để thằng, để thằng đầu đất rừng nó sống anh cay. Nẻ luôn, không hiểu sao ăn được đâu 3 mạng thế với tỏi chứ. Ủa sao khỉ để thằng mắc này nó lấy mất trụ rồi này. Quay anh, quay anh khỉ đâu nhở? Nó bùa xanh này, nó bùa xanh này khỉ ơi. Giữ trụ này nhá, anh rô này, anh rô này, từ từ bình tĩnh nhá. Khỉ ơi không phải về đâu, từ từ để anh vào trước cho, đừng vào trước nha, đừng vào trước nôn em chết đấy. Đúng rồi, chị Linh chuẩn chuẩn thánh bu liếm luôn, Johnny Thi đấy. Chuẩn Johnny Thi luôn đấy. Đến hộ đây cay. Quả đấy mình không dí được theo anh em ạ, dí theo quả đấy chết ngược. Chuẩn bị thằng ô vật mắt nó lăn tay này anh em, chuẩn bị thằng ô vật mắt nó lăn tay này. Căng phết anh em. Căng phết anh em ạ. Thanh bu liếm đến phụ. SOS. Ôi nó có mắt anh em ạ. Anh Thi kìa, nó hú anh kìa. Tao đố mày chạy được luôn đấy. Tao thách cả nhà mày. Thách cả nhà mày chạy luôn. Cứu khỉ kìa, cứu khỉ kìa. Chơi nó Thành ơi. Mấy thằng này đang trốn đâu đây anh em? Tính bảo chém bu liếm nó mà không chém được anh em. Bỏ nhá. Bỏ đi trụ mít cái anh ơi. Mất nữa cái trụ mít rồi. Ui không chết, không đủ đam. Ê lao vào của chém không đủ đam anh em, cay thật. Phí ghê. Cay quá. Anh thì đâu ulti đi. Thằng AD nó vào đây này anh em.
ăn King Kong kìa. Cày thế. Cày hoa anh em nó đéo chết. Né ông góc có mắt mà lao vào như tên lửa. Còn đấy tại vì nó đứng đông đẹp, nó đứng đông ngon quá mà anh lao vào anh không chém, nó hất tung lên không chém được. Nó choáng không không chém được cái chiêu một, chém được chiêu một là thằng đấy chết rồi. Chém của ấy đẹp quá rồi. Ui giời anh thi 91 luôn mà 6.600 tiền. Ôi trời ơi. Đúng là Johnny thi đẳng cấp. Đẳng cấp. Ơ kìa kìa chơi Ziu Ziu luôn anh ulti đó chết rồi. Láo tuét. Láo tuét thằng Ziu láo tuét thật. Nó ăn King Kong à? Thanh à không. Ê từ để anh ấy bắt thằng AD này, từ này Thanh ơi từ. Ơ cứu anh này tôi rô đâu. Ui trời ơi. Ông thần ơi. Ôi trời ơi, ông thần Toro cứ đứng farm ở mid thôi ạ. À. Trời ơi, cày thế. Khỉ phun đồ chưa? Chưa phun. Kìa bắt ơ thằng Vera đây em chết giờ khỉ. Thôi sao? Chạy vào nồi thịt. Đòi chạy, đòi chạy. Rồi, chạy vào nồi thịt thôi anh em. Thêm khó thế nhỉ. Mẹ thật với ra này giờ nó có combo cái mình chết luôn anh em ạ. Đi chung đi, đi chung đi, đi chung đi, đi chung đi, đi chung chém này anh em ơi. Ra King Kong đi, ra King Kong đi cóc ơi. Cóc Toro, cóc Toro ơi, cóc Toro ra King Kong em ơi. Dẫn đầu đoàn quân đi. Thôi mẹ đàn mẹ rồi. Bỏ đi, nắn rồi bỏ đi. Lạy hồn luôn. Anh Thi núp ở đấy làm gì đấy anh Thi? Lạy chúa tôi, anh núp ở đấy thì làm gì có thằng nào đi qua đấy? Lùi nhá, lùi nhá. Khéo lại thua tiếp anh em ạ. Khỉ về đi khỉ ơi, nó lên kìa. Nón rồng kìa, nón rồng kìa, nón rồng kìa. Anh em ra rồng đi Toro, ra rồng đi em, support trích bụi đi. Cứ đứng ở nhà làm gì. Chơi tụi Vera này. Đánh, đánh trụ đi, đánh rồng luôn, đánh rồng được. Khỉ nấp đi, khỉ nấp ở đây đi, khỉ ơi, khỉ nấp đấy đi. Ôi sao chết luôn rồi. Anh Thi nấp đây này anh Thi. Thôi anh Thi chết rồi, anh Thi về đi, anh Thi ơi, anh Thi về đi. Cày thế. Phun đồ rồi mà không đánh được nữa là thua. Team mình phun đồ khỏe lắm luôn đây này. Team nó toàn máu giấy này. Anh em ơi cứu anh em ơi. Đây này anh Thi ơi đánh. Đánh này đánh này thầy. Mẹ mày láo tuét. Thằng Ziu kìa chơi chơi thằng Ziu này. Bắn. Khỉ đâu đập đi khỉ. À, thằng Ziu nó chạy đâu rồi anh em.
mày nghĩ mày được tao à? Đồ ngu. Ăn blue đi Thành. Anh em từ từ nhá, từ từ chuẩn bị ăn kinh công nhá, bọn nó là kinh công đó. Chơi quay lại. Sao Turo lại chạy, đánh Turo mà tanh mà chạy. Ôi làm gì đây, ôi trời ơi, lại mày luôn. Nẻ nó luôn anh em ạ, nẻ nó luôn đấy. Bảo đánh, đánh ai bảo băng trụ đâu. Chạy đi anh Thi ơi. Em đến này, em đến này, ui mẹ nó lại ulti em. Vô này em ơi. Rồi ok. Vui cái đéo gì, cái thằng Đức này bú bản vừa thôi. Đánh con Toro mà cũng chết nhiều nữa thì không hiểu đánh con gì nữa Hưng ạ. À quên, Đức ạ. Nó ăn kinh công này, chết kinh công này, kích kinh công này anh em ơi. Thẻ luôn anh em, đánh chán thật đấy, đánh không map miếc gì luôn. Cày quá. Mẹ chém thằng mắc này không mất máu luôn anh em ạ, hay thật. Đánh không map gì luôn, sợ thật. Cứ đứng núp thôi. Nẻ luôn. Ai hack đâu, làm gì có ai hack. Hack làm sao mà hack, làm gì có ai hack. Làm gì có thằng nào hack đâu. Anh ơi bỏ đi anh ơi, lùi tôi đợi khỉ anh ơi. Nó tốc biến nó hôn anh là chết đấy. Về hồi máu đi, về hồi máu đi. Từ khỉ ơi, từ từ em ơi, từ 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 từ. Chết rồi, khỉ lao ra chết rồi. Từ từ anh ơi, từ từ. Em ra rồi, từ từ. Chơi đi em đến này. Ulti đó anh. Cầu làm gì nữa, tầm này không có cầu nữa. Thôi thua tiếp rồi. Ui chán quá. Chán quá anh em ơi. Bất lực quá. Đánh đồng đội mình đéo biết nhìn map anh em ạ. Đánh bực quá. Cứ mình không bảo, mình không đọc map là đọc map là không công nào biết check map luôn đấy. Tôi thề với em, tôi không đọc map là anh ạ, không em nào, không anh em nào biết đọc, không anh em nào biết nhìn map luôn. Không biết là nó đang ăn cái gì luôn á. Mẹ nẻ luôn, chán luôn. Chán méo cả muốn chơi. Hello anh em nhá, chúc anh em buổi chiều vui vẻ nha anh em. À Đức đánh con Toro thề luôn, thằng Đức này phải cho thằng Đức này đi ăn cỏ thôi anh em bạn. Đánh con Toro. Đánh con Toro bé đâu. Nó cứ bằng trụ nó chơi ơi, bảo nó đánh nhau lúc mà nó ở ngoài trụ nó đánh nó tốc biến cao vào trụ nó chơi. Thằng Đức này bú bản. Lại còn trùng khùng vợ đi. Ôi trời ơi, Đức ơi. Đức ơi, làm người đi đừng làm Toro nữa. Thiện vào đi Thiện ơi. 933 anh em ơi, 933418 nha anh em. 933418 nha. Nhiều slot đi em ơi, nhiều slot đi. Yêu này là ai ta? Anh Thi ơi, nhìn thấy chị Linh online chưa anh Thi? Nhìn thấy chị Linh online chưa? Vì chẳng thể nào biết trước.
Yêu này là ai đây? Yêu này là ai đây anh em? Yêu này là ai đây? Tụt hạng luôn. Đánh như thế thế anh em, đánh anh em không biết đọc map, mệt luôn á. Đủ người rồi anh ơi á. Ở đây 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 đây. Ờ Đức ơi, Đức nghỉ đi Đức ơi, để mai chơi nhá Đức ơi. Tùng ơi nhường cho anh một slot nhá, Tùng ơi nhường cho anh một slot nhá để cho Thiện chơi với không? Thiện đợi từ đầu live giờ Thiện Tùng ơi nhường cho anh nhá. Ok em, ok em. Ok này Thiện ơi, Tùng nhường này em ơi, vô đi Thiện ơi. Tùng nhường nhá. Hắc này là ai đây? Hắc này là ai đây anh em? Hắc này là cảm ơn Tùng nhá, cảm ơn em trai nhá. Để cho ấy chơi cái. Hắc này là ai đây? Hắc này là ai đây? Em Thiện ok ok. Anh em nào chơi mình nhiều anh em hiểu anh em. Anh em chơi mình bảo anh em nhường slot là anh em nhường ngay, vui vẻ anh em. Kiểu nhiều anh em mình anh em đợi từ đầu line cuối line mà em không được chơi ấy. Nên anh em nhường anh em. Kiểu nhiều anh em người ta chỉ có một máy thôi anh em. Kiểu nhiều anh em người ta chỉ có một máy thôi nên anh em nào có hai máy thì anh em nhường một chút anh em. Anh em nhá, anh em nhường trong vui vẻ nhá anh em. Hôm nay mình không chơi thì mai mình chơi anh em. Thua rồi chị Linh ơi, chán lắm rồi. Em chán lắm rồi đấy chị Linh ạ. Mẹ thua nhiều có nắng hết con người anh em sẽ đi bật cái quạt. Bực hết cả mình mới khổ. Lên đi anh em ơi. Thế bây giờ ra mặt đi. Bò có lên kháng phép. Bò nó có lên cái gì đấy, cái gì kháng phép mà xanh xanh á. Nhưng mà cái đánh chẳng hiểu sao thua luôn. Cái con nó ăn bảo thật mà anh em không biết ra check map ấy. Để nó ra ăn không luôn. Thề luôn bọn nó kem của nó toàn kháng, toàn kem nó toàn phép thì anh em toàn máu giấy luôn. Có mỗi cảm giác mắc tanh chỉ cần một combo đẹp thôi. Với lại anh thi cả ulti đầy máu, anh thi vào ulti cái là bọn nó chết hết à. Em vào em bù liếm hết. Thôi sao anh em ơi làm lại nhá. Tap A đúng rồi, quả đấy Toro có lên Tap A rồi. Chuẩn, quả đấy Toro có lên Tap A rồi anh em. Nhưng mà hung hăng quá, Toro hung hăng quá. Băng trụ quả hung hăng quá. Cái lúc nó ở ngoài trụ thì không đánh đi, nó hết con chiêu rồi anh em không đánh đi. Cái giáp đấy là giáp gì nhỉ anh em nhỉ? Cái giáp xanh xanh có kháng phép mà có hồi máu ấy. Cái giáp xanh xanh mà có kháng phép có hồi máu đúng là giáp không gì đấy, giáp A là giáp đam rồi. Giáp đấy giáp gì nhỉ? À không, cái A thì là chẳng là kháng phép à. Thống khổ với là mặt đam chứ. Thành. Thằng này không biết là còn nói to à. Đúng giáp A rồi, chuẩn rồi, giáp A chuẩn rồi, thằng Thành này. Huy chương cho em mới kháng phép cái thằng Thành. Anh em thấy không? Anh em thấy thằng Thành nói không? Thằng Thành càng nói thì càng không biết. Là thoát chiến hồi máu á. Thế bây giờ Thành cá với anh cái gì? Cái đây có kháng phép. Cái thằng Thành đây có kháng phép. Nó lên từ cái cục, nó lên từ một nửa cục của huân chương cho em lại không có kháng phép. Thằng Thành có kháng phép nhá. Có kháng phép, có hồi máu nhá. Ôi giời ơi, ông thần quy này. Đúng rồi, có kháng phép, chuẩn luôn. Cái này có kháng phép. Có kháng phép có hồi máu. Chỉ là nó không thiên về full kháng phép như cái huân chương choi thôi. Cái huân chương choi này nó có giáp ảo anh em. Huân chương choi nó có giáp nó có kháng phép ảo ấy. Cái giáp ảo ấy. Còn cái KA này không có, nó chỉ có hồi máu thôi, thay đấy là hồi máu anh em. Thành này không biết gì nói to à. Đây nhá, cho ông Thành xem này. Đây này, Thành nhìn thế này. 200 kháng phép đây này, 1200 máu này, thấy chưa? Đây nó lên từ cái đợt đai kháng phép đây này. Thôi không sao anh em, thua rồi. Mua phụ trợ đi.
Mua phụ trợ đi, Malok. Malok đi đâu đây? Ôi xời ơi, Malok này đi giúp đường không đi, lại còn đi ra đầu lan nữa kìa. Mẹ nè, Malok luôn. Này, ai đi mít đây? Cái gì đây? Ờ, cái đồ ma mất luôn bùa kìa. Ui giời ơi, lại còn ăn hết rừng nữa. Thề luôn, AFK đây. Ê, bảo thằng Malok này vào giúp rừng đi, đéo có bật mic xong là đi vào đánh lưng ta anh tình. Nó xem tổng thống đó anh á. Ai 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 xem tổng thống cái thằng VRS á. Anh không sợ đấy, quả đấy có Malok vào từ đầu là anh giết được bọn đấy luôn, thề luôn. Con VRS đi cướp thì cũng khỏe đấy, cấp 2 thì khỏe đấy, nhưng mà có con AD đi rừng này anh thề luôn, đố game này bọn nó win với anh luôn đấy. Ôi chừng chị nhầm rồi. Mẹ đã đèn được lắm lông. Đã đen là có lắm lông. Núp anh ơi, núp đi, núp anh ơi, núp, núp ăn bọn nó đi. Chơi đi anh ơi, chơi đi, rúi chết nó đi. Rúi chết nó đi. Láo tuyết. Rồi, ăn rồng anh em. Con rồng này là của chúng mình. Nhờn. Nhờn với các đại ca. Nhờn với các đại ca đầu gấu. Tí em xin slot nha, ok Thanh ơi. Tu lên đi rừng à. Game này cứ phải gọi là win thôi anh em. Bình tĩnh tự tin giành chiến thắng. Chuẩn bị gánh boss đi anh em ơi, chuẩn bị nha, chuẩn bị đánh nhau nha. Anh Thia lên, anh Thia. Malok đồ chuẩn bị này. Làm hết rồi đấy. Chạy đi. Có ulti quá đẹp luôn. Yếu hết. Hello Quốc Việt nha, lâu lắm mới lại thấy em. Hello em ra nha. Lâu lắm lại thấy thằng em. Toàn các anh em đi biệt tâm biệt tích. Ừ hay. Zuka được. Thiện này giỏi.
Ui, sẽ tu bà lành chúng tôi. Ô kìa. Em được hai vạch nên mới... Úi giời ơi, được hai vạch. Ai người ta đã nói được hai vạch? Em bị hai vạch chứ. Ai nói được hai vạch? Bị bệnh lại được. Việc này, việc này nó bị Covid nó lại bảo nó được anh em ạ. Úi thật sự. Người ta đang mong không không bị, ông lại mong ông lại được. Vãi trưởng. Có Ngân vào cái game dễ hán luôn. Ngân nhờ. Anh Thi ơi, từ từ nhá, anh Thi nhá, từ từ em lên bắn cho nó phủ tí đam. Ôi sời ơi, nhẹ nhàng, việc nhẹ lương cao. Lấy trụ này thôi anh em, giờ con lính này là đủ. Ăn bùa đi, ăn bùa đi, anh không cần bùa đâu. Được nghỉ 14 ngày á? Nghỉ phải dưỡng sức đi em ạ. Ăn uống đều đủ đầy đủ vào em, không có là chết đấy. Anh em đừng có chủ quan anh em. Bây giờ Covid tuy nó không như ngày xưa nhưng mà anh em đừng có chủ quan anh em ạ. Không biết đâu được đâu. Không biết được đâu mà lần đâu anh em ạ. Cho em cái, anh không cho được, cái này là cái Facebook nó tự ấy chứ, tự xếp cho anh có cho đâu Việt ơi. Kiểu anh em cứ xem like nhiều, like với chia sẻ ấy, là nó được ấy. Chứ anh đâu có sắp xếp cái được cái này đâu. Anh cái này chịu luôn ấy. Chết là chết cái gì lòng này hâm à. Chết cái gì hâm mà, anh có bảo chết thì đâu. Bảo là có Ngân vào cái game nó dễ hẳn lên. Ủa, cứ bắt người ta phải nói lại cơ. Ôi giời, nó trong bụi kìa anh em, chặn đầu nó. Húp diêm nó anh ơi. Đòi chạy có chạy vào xong thịt. Ủa anh ăn làm gì anh Thi? Anh ăn bằng không. Anh ăn bằng không anh Thi ạ. Toàn Johnny. Game trước anh đã làm Johnny rồi thì game này phải để người khác làm Johnny chứ. Nào muốn làm Johnny không? Ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi. Không phải chat xin gì hết. Tự khắc nhường. Đánh Hazate uy tín không anh em? Hazate quá uy tín luôn. Đồng đội xanh cái là mình dễ đánh hẳn anh em ạ. Ui giời, đi một đường chết lính luôn. Ui giời, ui giời, ôi. Bắn cho ỉa đùn luôn. Hơi đau em. Hello anh em nhé, chúc anh em buổi chiều vui vẻ nhé anh em ơi. Này chắc live đến 4 giờ anh em ạ. Sao anh chơi hay vậy á? Mẹ anh thua cả buổi, anh thua từ qua đến nay Việt ạ. Anh thua từ qua đến nay luôn đấy. Đừng có nói là hay. Anh thua phải cỡ mười mấy trận rồi Việt ạ. Nẻ luôn không? Nẻ không? Quá nẻ. Làm gì có ông stream nào mà live stream mà thua nhiều như anh. Rồi đố chạy được ấy. Ôi giời ơi. Không cần phải nhìn map. Không cần, không cần, không cần đâu bé ơi. Ui anh Thi đòi ulti KS kìa. Ui giời ơi.
Ui, đòi ulti đứng đỉnh đỉnh cao ulti ạ. Ui giời. Ơ kìa. À nó ulti nó nhảy mình đấy. Quá đúng Việt, nói quá chính xác. Và đặc biệt là anh rất là bép búc phét luôn. Anh đâu hút nó về. Ui giời ơi, gần chết luôn anh em ạ. Zuka một vừa pha có một pha ulti quá ghê gớm. Trời ơi. Thua đi con gì nữa. À đủ càng thế. Tanh trụ đi em, băng vào thì tanh trụ đi. Ui giời. Nhiều lắm rồi em, con này không cần nhiều tốc độ đánh quá đâu. Ba món tốc độ đánh này. Anh lên ba món tốc độ đánh này còn gì. Bắn như cái máy khẩu ấy này. Johnny thi đâu? Ui giời, Johnny thi nấp hơi lâu. À chà. Ui cái gì đấy, định làm gì đấy, định cho mèo gì đấy. Ui trời ơi, giờ giờ đúng rồi. Anh thì đóng vai bù liếm rồi đấy, anh thì bắt đầu đóng vai bù liếm rồi đấy. Né luôn. Né luôn. Tốc đánh cũng có chí mạng đó anh. Ờ có mà. Anh lên mà. Đấy. Lên một cái tốc đánh hút máu, một cái tốc đánh chí mạng anh em. Này đỡ phải về, đánh bao lâu luôn. À đánh đánh con Harate này đi rừng farm rồng các thứ nhanh vãi nhá anh em, nhìn này. Đây là con phòng rồng phút 8 anh em, đánh bao phê luôn. Mà ăn được khoảng 30 giây xong con rồng. Không, cái đi đường làm gì có cái đường làm gì có chí mạng, cái đi đường chỉ có tốc đánh hút máu thôi. Ăn đi ăn đi, Ngân ơi, con này chắc là kịp đấy, 20 giây nữa kịp đấy. Hai con AD ăn nó nhanh. Thà với anh em luôn, game này mà thua nữa thì đúng là khóc ra nước mắt luôn. Tôi bảo anh em rồi, về lết thì tuổi gì. À thằng tu len tí thì mình thịt được anh em, tí thì mình thịt nốt thằng tu len, tí thì mình thịt nốt thằng tu len. Chị Linh vô đi, chị Linh ơi, chị vô đi. Ui là anh thi MVP. Ui trời. Ui khó hiểu nhầy. À chưa chết mạng nào. Ui giời bằng điểm mình. Ui giời anh thi này kinh đấy. Có em vô thắng liền. Đúng rồi. Thiện đấy. Được đấy thiện.
Thiện này đúng là cứu tinh của anh, thiện này đúng cứu tinh của anh phụ. À, thua cả buổi chiều, nẻ luôn. Anh em ạ, thua cả buổi chiều, nẻ luôn đấy. Nốt game nha anh em, nốt game nha anh em. Thanh á, Thanh vô đi Thanh ơi. Thanh vô đi Thanh, Thanh vô đi, Thanh vô đi. Mệt ghê anh em. Này đối này 4 giờ nghỉ anh em. Thanh vô đi, Thanh vô đi em. Một sáu bốn sáu tám ba. 164683 nha anh em. Một slot nữa nha, một slot nữa rồi ập nha anh em, một slot nữa rồi nốt game này ập nha anh em. Thanh này nhường đi, nhường đi, nhường đi cái gì nhỉ? Sang ơi, Sang ơi, Sang ơi, em nhường slot cho Thanh nhá, Sang ơi. Để mai chơi nhá, Sang à, Thanh ơi. À quên Sang. Đây à, à nick em đây à, nick anh đây, nick em đây à Thanh. Phụng Thanh đã nạp thủ Johnny, mai đổi ngay thành Johnny, mai đổi ngay thành Johnny thi cho rồi. Đúng Thanh không? Đúng Thanh không? Hello nha, hello em. Này anh thua nhiều quá. Này anh thua nhiều quá Hương ạ. Đúng Thanh không đây? Đúng Thanh không? Có phải Thanh không? Ôi rồi ôi, Sang ơi để mai chơi nhé em, nhường cho Thanh chơi cái. Thanh đợi từ chiều đến giờ. Có phải Thanh không? Để anh còn biết lỗi anh vào đây. Ok 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 ok. May mà có, may mà có Ngân vào đấy. May mà có Ngân vào. Chết. Johnny phụng cái gì hôm nay thua nhiều vậy chửa Ngưng ạ. Này mẹ này. Này nó hiểu kiểu gì luôn. Đủ slot rồi á. Ui trời ơi, anh hỏi một tiếng đồng hồ rồi. Anh hỏi có phải Thanh không, không thấy trả lời. Anh hỏi bao nhiêu lâu anh còn không dám. Anh không vào luôn, anh hỏi bao nhiêu lâu. Thế là anh tưởng em anh vào mẹ rồi. Sorry Thanh nha, sorry em. Kết bạn đi Thanh ơi, kết bạn đi, xong có gì để mai chơi anh gửi ID cho. Thanh ơi kết bạn với anh đi nhá, xong có gì mai chơi anh gửi ID cho. Mà vô không có gửi lên đây, anh em hai máy anh em vào lâu lắm. Anh em vào nhanh lắm. À thằng 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 Sang này, thằng thằng Hà Tấn Sang QI này đánh con ma lốc đung bu liếm. Em là Hiếu có người yêu mà. A à, đồ đồ à, cứ tưởng mày cứ tưởng ai. Đổi cái tên thành Hiếu đi. Kết bạn với em anh Phụng. Ok Thiện ơi. Ok nha. Kết bạn ở đây, anh kết bạn ở đây. Mẹ trận này đánh đánh nắc nha. Trận đánh nắc nha. Anh kết bạn ở đây Thiện ơi. Ok ok ok. À đéo đâu, đéo gửi cho Hưng đâu. Đéo gửi cho Hưng đâu. Hưng ơi đéo gửi cho Hưng đâu. Mèo 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 mèo. Đéo gửi cho Hưng đâu nhá. Làm trận nào trước khi ập anh em ơi, múa cho nó răng tăng long hoang luôn. Cười cười thương đi, cười cười cái cô mẹ riêng thằng Hương này không nên gửi ID anh em, phải gửi thằng Hương này vào bút à nâu đêm mẹ thằng Hương nâu đêm. Em Hưng với nickname in game là Nâu Đen. Cầm cho mình con bài Holland Dealer. Úi giời. Khi thoảng em lại cầm con bài Ngũ Khung. Em là em còn có nick TikTok là Hưng Mango, đàn em của Phúc Mango. Cãi làm sao nữa. Đòi cãi. Và Phụng đây là Phụng Nakachu. Hay đấy, thiện 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 được đấy. Thiện phát ngôn quả này cho thiện 10 điểm. Cho thiện 10 điểm nha anh em, cho thiện 10 điểm nha. Hôm nào phải kiếm người kiểm duyệt cái nha, để cái này mình thăng người kiểm duyệt chút nào anh em. Anh em nào mà hay tương tác mình thăng lên làm người kiểm duyệt có gì mà. Đứa nào vào spam chửi láo bạn luôn. Bạn lập tức luôn anh em. Không có nể nào để hết. Umbala si bùa, umbala si bùa, hãy cho con win game này đi, umbala si bùa, con thua cả chiều nay rồi, umbala si bùa. Cho em nè, Hưng còn chưa có cả phân cứng này.
chơi game mà phải cầu xin để thua. Chơi game phải cầu xin để win anh em ạ. Bây giờ là nhắm mắt muốn nào anh em, nhắm mắt muốn nào. Em hay vào nhóm này à? Ờ đúng rồi, chuẩn chuẩn Hưng đúng rồi. Hưng hay chia sẻ những cái bài vào nhóm đấy. Được không? Để yên mai anh nghiên cứu, anh nghiên cứu anh đi làm người kiểm duyệt. Anh chưa biết cái thêm những người kiểm duyệt ở chỗ nào Hưng ạ. Anh chưa biết thêm những người kiểm duyệt ở chỗ nào Hưng ạ. Để anh xem xét anh thêm nhá. Ngáo ngừa lắm anh em. Vẫn ngáo ngừa lắm. Ngân ơi sang sang bùa đỏ đi Ngân ơi. Sang bùa liếm bùa đỏ nó Ngân ơi. Bùa đỏ anh em mình sang luôn. Anh Thi ơi check bùa đỏ nhà mình đi anh Thi ơi. Chơi luôn đi Ngân ơi, chơi đi anh đến đấy. Anh Thi ơi vào húp luôn ra ta này. Anh Thi đâu rồi? Ăn con này đi, ăn con này đi, ăn tặng con này đi anh em. Thôi, té. Nhiệm vụ của chúng ta đến đây là kết thúc. Thế thôi anh em, chỉ làm thế thôi, nhược nhẹ lên cao. Đánh con Badu mà không đi cướp thì hơi phí. Có chị Linh tao vào đây rồi. Chị Linh tao ngắm. Chị Linh tao ngắm chứ. Ôi giời ơi. Ngắm 10 phát trúng 1 phát. Ê, lại trận đầu thằng thằng mít nó ở đây anh em. Nhấc người. Dám đòi kè tao. Bùa xanh nó anh ơi. Chơi đi. John đi phụng việc nhẹ lương cao cái thì mày. Cái thằng Zaza nó định vào nó khịa con bùa đỏ của mình anh em, mình chặn đầu ngay, đoán được đường đi của bọn này ngay. Đoán được đường đi bọn này là phải thịt ngay anh em. Dám đổi gáy à? Ông tổ Nagrod. Này, thằng AD này chết anh em. Ba chiều hất tung, ui tốc biến rồi. Đánh thường đến chiều thứ tư hất tung, chiều một hất tung nữa là thằng đấy chết chắc anh em. Anh em coi. Ôi trời, đòi ăn ông tổ. Đòi ăn ông tổ á, chết đi con trai. Liam. Liam ngay. Thằng mu bà rách kia nữa, còn cái thằng mu bà rách kia nữa tí là cắt cổ nốt. Cắt luôn. Bùa xanh nó anh em ơi, anh Thi ơi. Top ơi, bùa xanh nó top ơi. Thằng ơi, từ nhá, thằng mít nó đang đây này. Úi giời ơi, tao hack map rồi. Một hai ba hất tung chết. Cái quay anh em, cái quá à, bị kéo của đấy anh em, bị kéo mất một nhịp của thằng World of Woman, không là mình chạy được rồi anh em, không là mình chạy được của đấy rồi. Đánh như hack map. Ui giời, đòi lướt chạy.
Ôi xong trận này anh nghỉ, anh phải làm rồi, anh phải làm mất rồi. Xong trận này anh nghỉ mất rồi Hiếu ơi. Mà anh đâu biết gọi mày là Hiếu hay là cái gì nữa, tên thì là Nguyễn Thanh, nickname thì lại Hiếu. Anh đâu biết tên của mày là gì để anh gọi đây. Xong trận này anh nghỉ mất rồi, anh nghỉ anh phải làm rồi á. Cái gì mà lưỡi dài 4 mét. Đánh người ta đánh đánh lăn xả như thế mà. Hiếu ạ, ok ok em. Anh biết gọi. Úp chúng được kìa. Úp chúng được kìa, băng trụ này. Ui cái gì đấy? Ui giời. Ui giời. Ui giời, ui đòi. Đòi mu và rát đòi làm gì đấy? Ui giời, ui chị Linh làm gì đấy? Ui chị Linh làm gì đấy? Ui giời ơi. Khổ ghê luôn, tội lắm. Lại đòi ăn cơ. Tội ghê luôn. Bị đơ á, thôi 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 toàn. Tuổi gì ngay anh em, mấy thằng tuổi gì ngay. Quá ghê gớm. Trời ơi, win rồi anh em ơi. Lại phải win thôi. La cà rốt. Rốt cả ná.
Ui khay thế nhở. Ui là thời, khay ơi là khay em ạ. Khay thế. Cái à chi đâu là cần luôn, sợ gì, cần luôn đâm thằng AD được, đâm chết thằng AD mà em sợ gì. Cứ ra đâm đi ulti. Thoải mái luôn, chơi chết thằng AD luôn. Trời ơi, anh mà đánh Achic anh phải cầm 3 luôn á. Đánh AD của mình, của đấy mình mà đánh Achic là cân 3 luôn á. Còn Achic khỏe như thế này mà không cân 3 nữa hơi phí. Tuổi gì? Ôi cay thế. Tuổi con ngăn con ngay anh em. Tuổi con ngăn con ngay. Chỉ đâu bắn thường nó chết mà. Ôi nó 6.800 tiền, nó nhiều tiền hơn chị. Thôi ra farm lính đi chị, ngắm gì nữa nó về rồi. Anh thì đấy, anh thì đấy, anh thì đã bắt đầu đấy, Johnny thì ui. Núp núp. Nguyễn Thanh, anh bán lọt khe. Anh bán slip. Hiếu có không? Hiếu có mua slip cho người yêu không? Hiếu có mua slip cho người yêu không Hiếu? Anh bán ren này, lọt khe này. Ui giời ơi. Anh chuyên đồ. Cái thằng AD này chết này. À, Sư huynh cứu đệ. Sư huynh ơi, trốn ở đấy làm chi, nó đến nó thịt ra. Thôi hả? Sẽ thôi. Giết thằng AD nói anh run đi, run này thằng chết luôn đấy. Đấm, ui giời ơi. Quấy người ta phải đá chưa một xong người ta run luôn đi xong người ta đá chưa hai. Xong mà combo xong lại nó hồi lại chưa một thế là chết bọn đấy rồi. Anh thì phải đi học ngay một lớp combo rat. Tuổi con cá mập. Thật ra ta này được, thật ra ta này được anh em. Thật ra ta này láo quá rồi. Mình tính hất tung nó mà nó không hất tung nó anh em ạ. Mẹ nó lướt qua đầu mình. À thật ra ta này giỏi. Thằng ra ta này giỏi. Thằng ra ta này được. Thật ra ta thế mà được anh em. Không sao mình sẽ thịt thằng ra ta này anh em. Ê bỏ đi thằng Murat nó chém multi kìa. Nó tích nội tại chém multi kìa. Chơi đi Achit. Lao vào chơi đi, có support bảo kê rồi. Chơi. Thôi chạy đi. À ulti kìa. Ui ulti trượt hết rồi. Anh thì chết này. Ôi đánh quăng quăng lại thua cũng nên. Nó ăn kinh công chị ơi. Trời, nó ăn mẹ rồi. Nó bụi đấy, nó bụi đấy, nó bụi kìa. Bắn này, bắn bụi cho em phát. Bụi tiếp này, bụi tiếp này. Khôn thế nhỉ. Lùi nhá, lùi nhá.
Úp quả đẹp quá kìa. Top ơi, top ơi, top ơi, top, 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 top. Thằng mu nó tích tích nội tại trên kìa anh em ơi. Bắn chết con đấy đi anh, bắn chết con quái con đi. Ăn đi em câu kéo người ra cho. Ôi, thua, thua, thua. Về đi, về đi, về đi, chết rồi, về luôn, biến về luôn em ơi, biến về luôn, biến về luôn. Biến về luôn, bụi á. Biến về đi, biến về thủ nhà đi. Nhanh chết giờ. Đánh lính nhá, ra, ra cân đi, ra cân đi, ra chơi luôn đi em, ra chơi luôn. Chơi luôn đi, đừng cho lính vào, chơi luôn đi. Ulti luôn. Lính. Ui. Lính kìa, có lính kìa em, đánh có lính kìa. Nếu hiểu sao thua. Nếu hiểu sao anh em chết hết. Nghỉ nha, nghỉ nha anh em, nghỉ nha. Nếu hiểu sao thua của đấy luôn ạ, à, nẻ luôn. Thua trận sàm vãi. Thôi nghỉ nha anh em ơi, nghỉ nha anh em. Hôm nay chơi đến đây nha anh em ơi, hẹn anh em vào ngày mai nha anh em ơi. Hôm nay chơi đến đây thôi nha. Bye bye mọi người nhá.